tâm tục sanh, tâm đầu thai nó là tâm quả. Tâm đầu thai ở kiếp này với tâm đầu thai ở kiếp trước nó không có thiện ác. Vậy thì nó giống hay khác nhau? Theo con hiểu thì tâm đầu thai ở mỗi kiếp là khác nhau. Vì nó mang theo nghiệp mà mình đã tạo ra có đúng hay không? Khi Bồ Tát vung bồi các ba la mật thì các ba la mật đi theo tâm tục sanh và nó được tích lũy dần qua các kiếp sống hay sao ở đây nó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất ấy, là cái tâm tục sanh ở đời này và tâm tục sanh ở đời khác à, cái bản chất thì nó giống nhau nhưng mà cái đối tượng nó khác nhau Tại vì cái đối tượng của cái tâm của cái pha quan gá đó, ừ, đối tượng của pha quan gá là cảnh cận tử của kiếp trước. Thì như vậy đó, cái cảnh cận tử của mỗi kiếp nó mỗi khác. xin à, lấy ví dụ như uh, cái, cái tờ giấy mà mình dán lên tường, ừ. thì uh, xét về bản chất nó cũng giống y như cái tờ giấy uh, mình dán lên cái sàn nhà. Nhưng mà cái nếu mà nói nó giống hoàn toàn cũng không đúng. Tại một cái dán ở tường cái dán ở sàn nhà, nhưng mà bản chất thì nó như nhau. Ừ. Đấy, uh, cái vấn đề thứ hai là cái rồi uh, gọi là các cái ba la mật ở trong Milinda Ban Ha tức là meeting vấn đáp đó um, ngài uh, Nagasena có nói như thế này nó giống như một cái trái, một cái cây xoài khi mà mình trồng cái trái xoài xuống rồi thì cái trái xoài nó lớn lên thành cây xoài rồi cây xoài sau một cái khoảng thời gian nó sẽ ra hoa và nó kết trái thì trước khi nó ra hoa kết trái mình có thể nào nói rằng cái trái xoài nằm ở cái chỗ nào đó trong cây xoài hay không không có nha ờ, các cái uh, trái xoài khi nó đủ nhân đủ duyên thì nó sẽ trổ quả chứ còn trước đó nó không nằm ở một chỗ nào trong cây xoài cũng vậy các cái nghiệp của mình khi mà mình đã tạo ha khi mình đã tạo thì uh, sư tạm ví nó giống như là cái bộ hẹn giờ tức là khi mà đủ nhân đủ duyên đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ trổ quả còn trong cái khoảng thời gian mà từ giờ cho đến đó đó mình không thể nào nói rằng nó chui nó trốn nó nằm ở một cái chỗ nào hết và chúng ta cũng nên tránh cái suy nghĩ này à, bởi vì sao bởi vì nếu như chúng ta nghĩ là nó có một cái chỗ để cho cái nghiệp của mình á, à, nó trú nó lưu trú thì coi chừng mình rơi vào cái thường kiến tức là có một cái túi ha tạm gọi có một cái túi có một cái khu vực uh, thường hằng bất biến mà nó chịu trách nhiệm là nó lưu trữ cái nghiệp của mình thì chuyện đó không có quý vị học a tỳ đàm đó đã học a tỳ đàm thì quý vị thấy bản thân cái danh và cái sắc tức là cái thân và cái tâm của mình chia trẻ ra thì nó là một cái chuỗi liên tục của cái sự sanh diệt ở đó, đó nó không có một cái chỗ nào chịu trách nhiệm lưu trữ các nghiệp Nha. chỉ khi nào đó nó đủ nhân đủ duyên thì nó cho quả còn từ giờ đến lúc nó cho quả thì không có một chỗ nào cho nó lưu trú hết và mình cũng không thể nào mình chỉ nó lưu trú ở chỗ nào sẽ ừ. đang suy nghĩ tôi có có một cái ví dụ gì à, để nó làm rõ hơn về cái vấn đề này hay không? Nó khi nào suy nghĩ ra một cái ví dụ thì sẽ à, nói nha, cần để tránh chúng ta mất thời gian, tức là đủ nhân đủ duyên thôi. Ừ.